Thảo Vy mến chào tất cả quý vị cùng toàn thể các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình trực tuyến Hành trình khởi nghiệp được phát sóng trực tiếp trên fanpage Công tác sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp trên khung giờ 11 giờ đến 12 giờ 30. Rất mong là sẽ nhận được sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Và các bạn ơi, ngay bây giờ đây các bạn có thể cùng Vy thực hiện một thao tác rất là đơn giản, đó chính là like và chia sẻ livestream trực tiếp ngày hôm nay để cho gia đình và bạn bè của chúng ta có thể cùng nhau theo dõi nhé. Các bạn thân mến, khởi nghiệp luôn là một chủ đề được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Khởi nghiệp thành công và mang lại những giá trị cho cuộc sống. Chúng ta không nhất thiết phải bắt đầu khởi nghiệp từ những ý tưởng quá lớn lao. Chúng ta có thể bắt đầu khởi nghiệp từ những công việc gần gũi và thiết thực, phù hợp với những gì mà xã hội đang thiếu và đang đòi hỏi. Chúng ta đã được nghe rất nhiều về những ý tưởng khởi nghiệp, cũng như là những câu chuyện khởi nghiệp đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Vậy thì, khởi nghiệp và những thách thức, các bạn có tò mò câu chuyện của họ không? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề Câu chuyện khởi nghiệp. Và ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây những vị khách mời vô cùng đặc biệt để cùng chia sẻ với các bạn những câu chuyện và cái nhìn thực tế nhất về vấn đề khởi nghiệp. Thay mặt cho chương trình, xin được phép giới thiệu chị Tôn Nữ Xuân Quyên, CEO và founder của thương hiệu bút ngọc trai Blue Sài Gòn, sâm ngọc linh xe đăng, nút áo ngọc trai Tôn Phan và giải nhì cuộc thi doanh nhân cộng đồng mùa 3. Xin được phép giới thiệu anh Bùi Thế Bảo, founder của VK, ứng dụng thu mua ve chai đầu tiên tại Việt Nam. Xin được phép giới thiệu chị Đỗ Thị Minh Trang, founder của VK, ứng dụng thu mua ve chai đầu tiên tại Việt Nam. Xin được phép giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Linh, phó trưởng phòng công tác sinh viên, giảng viên chương trình trực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Phần Lan IPP. Dạ, thay mặt các bạn sinh viên, em xin kính chào tất cả các vị khách mời đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Và các bạn ơi, nếu như các bạn đang có những thắc mắc muốn gửi về cho chương trình thì các bạn đừng ngần ngại mà hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi bằng cách để lại những bình luận hoặc là inbox trực tiếp vào fanpage Công tác sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, và Thảo Vy sẽ thay mặt các bạn gửi những câu hỏi đến cho các vị khách mời để các vị khách mời có thể đưa ra cho các bạn những câu trả lời và tìm ra cho các bạn những phương án giải đáp tốt nhất nhé. Và không để cho các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là câu chuyện khởi nghiệp. Các bạn thân mến, bên tay phải của Vy là chị Xuân Quyên. Được biết hiện nay chị Xuân Quyên đang là nhà sáng lập và điều hành của một số công ty kinh doanh các mặt hàng như là bút ngọc trai, sâm ngọc linh xe đăng và nút áo ngọc trai. Không biết là để có thể có được những sản phẩm được thị trường đón nhận như hiện nay thì chị đã tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp này từ đâu ạ? Chị có thể giải thích cho mọi người nghe. Cảm ơn MC. Ra cái hành trình mà tìm ra cái điều mà mình thích và mình rất là giỏi và cái xã hội cần á, nó rất là khó. Tại vì mình cũng khởi nghiệp khoảng 11 năm rồi. Từ năm lúc mà mình vừa mới tốt nghiệp ra trường nè. Thì lúc đó là vừa mới đi du học về. Thì vào năm khoảng năm 2010 á, thì năm 2011 là mình đi làm trong khoảng 1 năm ở công ty kiểm toán. Sau đó 2011 thì mình bắt đầu khởi nghiệp. Và mình bắt đầu thì đó là một cái chặng dài thất bại rất nhiều để cho tìm ra được cái điều mà mình mạnh. Thì mình sẽ bắt đầu với lại công ty lúc đó là cơm kẹp. Nếu các bạn có Google thì mình có thể chia sẻ nhiều hơn. Thì đó là khoảng chừng 7 năm. Thì mình đã, nhưng cái thành quả cuối cùng của mình á, thì mình đã vào đưa các sản phẩm cơm kẹp vào trên tất cả các cái, từ nhà, từ các cửa hàng tiện dụng cho tới sân bay, cho tới siêu thị, đi đâu cũng thấy sản phẩm của mình hết. Nhưng mà nó lại là cái điểm chết, là tại vì lúc đó mình không mạnh tới mức để mà có thể bao xô tất cả các thị trường được. Thì lúc đó tới năm 2018 thì mình bán lại. Và thật ra mình xem đó là thành công cũng được, mà mình xem đó là thất bại cũng được. Là tại vì thành công á, đó là mình bán lại được và vẫn có người xem cái đó có được giá trị từ nó, thì họ mới mang về và họ mới tiếp tục phát triển cái sản phẩm lên. Nhưng mà thất bại á, đó là thứ nhất mình bán nó thấp hơn cái mà mình đã đặt vô, nó dư giá vốn, và coi như 7 năm là mình làm hoàn toàn không có công, không có chi phí gì hết, thì mình chỉ có tiền ra thôi. Là cái thứ hai nữa đó là mình cảm thấy mình bán được cho họ một cái giá trị,
Nhưng mà nói chung là đối với mình thì mình xem đó là thành công, tại vì mình có quá nhiều kinh nghiệm trong khoảng thời gian 7-8 năm đó. Thì tới năm 2018, cuối năm 2018, thậm chí là đầu năm 2019, thì mình mới bắt đầu với các cái sản phẩm mà mình mạnh. Đó là sản phẩm bút ngọc trai và hay là nút ngón ngọc trai. Là tại vì thật ra nghe sản phẩm là mới, nhưng mà sản phẩm này gia đình mình có truyền thống đã 25 năm rồi. Và đây là, mình biết vậy là đây là cái điểm mình mạnh. Nhưng mà trước đó mình không nhận ra, mình chỉ không biết đó là từ cái nút hay từ các vỏ ốc ngọc trai thì có thể ra được sản phẩm nào nữa. Mình chưa có tới cái mức, tại thời điểm 2011 vừa mới tốt nghiệp ra trường, mình đã biết gì đâu. Cho nên mình đâu biết đó là có sản phẩm nào có thể ra được từ cái vỏ ngọc trai đó. Thì mình thì tới năm 2018, cả cha với con thì mới và một số thành viên trong gia đình thì mới nghĩ ra mình có thể làm nhiều hơn từ cái vỏ ngọc trai. Thì lúc đó mình mới nghĩ ra là có ở đây là bút ngọc trai, và có ở đây là trang sức, hay là như là ốp tường, hay là ốp làm tranh. Thì có rất nhiều sản phẩm ứng dụng có thể ra từ cái vỏ ngọc trai đó. Nhưng mà tại năm 2018 mình mới nghĩ ra. Thì đó là vừa là điểm mình mạnh, vừa là điểm mình thích. Và cái đó là cái mình tin rằng xã hội cần, là tại vì không ai cần phải đi quảng cáo để mà sử dụng một cái bút hết. Cái thứ mà chúng mình cung cấp đó là cái sản phẩm cây bút đẹp nhất có thể và tốt cho môi trường. Và cũng như trang sức cũng vậy, chỉ là cung cấp cho một cái sản phẩm trang sức rất là đẹp mà thôi. Thì mình hy vọng cho tới bây giờ thì mình cảm thấy Blue Sài Gòn, mình biết chính xác những điều cần làm, và hy vọng Blue Sài Gòn sẽ thành công tốt đẹp. Cảm ơn ạ. Dạ, sẽ có những kiến chia sẻ của chị ạ. Và theo em được biết thì anh Bảo và chị Trang là founder của ứng dụng VK, ứng dụng thu mua ve chai đầu tiên tại Việt Nam. Yeah. Thì thu mua ve chai là một người mà Thạc nhắc đến, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến những người nghèo khó, hay là những người lớn tuổi, hay là những người không rành về công nghệ. Vậy thì không biết là cơ duyên nào mà ứng dụng VK, ứng dụng thu mua ve chai lại được thai nghén và ra đời như vậy? Em xin mời anh Bảo và chị Trang sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện của mình ạ. À, đầu tiên thì mình cũng xin nói cho là mình thì khởi nghiệp cũng khá chậm. Mình đi làm công khoảng thời gian cũng rất là lâu. Khoảng đến năm 2018 thực ra là mình mới bắt đầu con đường khởi nghiệp. Đó là mình làm một doanh nghiệp về công ty dịch vụ môi trường. Thì bước ra làm đó, thực ra là cái mô hình này thì là mình làm theo cái nghĩ là mình giỏi cái gì nhất thì mình sẽ làm cái đó. Thì thực ra là xã hội cũng sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp như vậy. Thì ra đối với mình thì đó là một cái công ty mà mình chỉ là làm, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không tạo ra một cái gọi là đột phá. Thì trong khoảng thời gian đó mình làm, thì trước khoảng thời gian đó thì mình có khoảng thời gian mình làm về ngành thu mua và tái chế giấy ở một công ty tái chế, có nghĩa là mua giấy phế liệu về và sản xuất ra và tái chế ra cái giấy mới. Thì trong khoảng thời gian đó mình nghĩ về những việc mình đã tích lũy được kinh nghiệm mình đã có ở trước kia, thì mình mới định hướng một điều để bước ra đi khởi nghiệp. Thì mình phải, thứ nhất á, là mình nó là cái điểm giao thoa của ba vòng tròn. Cái vòng tròn thứ nhất á là thị trường cần cái gì, thị trường. Vòng tròn thứ hai á là năng lực của mình, cái nào mà mình mạnh nhất. Và vòng tròn thứ ba á là cái mà mình yêu thích nhất. Thật ra khi mình làm mà mình không yêu thích cái việc mình làm thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình kiên trì cả. Thì đến việc đó thì mình mới nảy ra một cái ý tưởng về công việc trước khi mình đã từng làm, đó là cái ngành giấy, tái chế giấy. Mình nhìn lại ở xã hội của mình thấy một vấn đề. Nếu đứng ở vai trò là một người dân bình thường á, thì mình nghĩ cái việc phế mịch giấy mà chúng ta hay gọi mình gọi là ve chai á, chúng ta có thể không xài thì chúng ta bỏ đi, thì chúng ta nghĩ là nó không đáng kể gì cả. Nhưng mình thì ở trong cái ngành giấy này, mình sẽ hiểu được về cái số liệu của cái ngành này. Có thể nói như là một năm thị trường ngành bao bì, trong đó có cả bao bì về giấy và bao bì về nhựa, người Việt Nam mình tiêu tốn khoảng hơn 10 triệu tấn. Là con số cực kỳ lớn. Và hiện tại bây giờ thì chỉ có khoảng 40% là cái số lượng giấy á được thu hồi. Có nghĩa là phần còn lại nó đi đâu thì mình không biết được. Và về phần nhựa thì có khoảng 27% được thu hồi. Thì có nghĩa là cái phần không thể thu hồi nó đã gây ảnh hưởng về mặt môi trường. Và trong đó thì cái nhu cầu về nguyên vật liệu á, thì lại rất là lớn. Thì buộc là chúng ta phải nhập nguyên vật liệu về, với danh nghĩa là rác. Nó sẽ ảnh hưởng về mặt môi trường.
mình thấy được rằng là cái cơ hội trong cái việc này là có, và mình thấy cái khiếm khuyết của thị trường là cái nguồn phế liệu có thể thu hồi được từ việc mình phân loại nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và mình thấy cái vấn đề ở chỗ là cái sự kết nối để giúp cho người dân có thể bán được, đưa nó dễ dàng hơn á, là nó đang chưa tốt. Và từ đó cái ý tưởng về VK của mình ra đời. VK thực ra là một cái công cụ để giúp để kết nối người có nhu cầu bán đến người có nhu cầu đi thu mua thôi. Thì dân gian mình gọi là các cô chú ve chai. Đó. Thì nó là một cái gì, nó giúp giải quyết cho người có nhu cầu bán có thể là họ được đặt lịch chủ động cái vào cái thời điểm mà họ mong muốn. Và bên cạnh đó nó sẽ, mình muốn mang tới một thông điệp là VK nó mang tới sự minh bạch và sự chuyên nghiệp cho cái nghề đi thu mua ve chai. Mình trong tâm trí của người mình thì đôi khi mình nghĩ cái nghề ve chai mình sẽ không đánh giá cao cái ngành nghề này, nhưng mà thực sự ra đó là tuyến đầu của cái việc phân loại và tái chế để bảo vệ môi trường. Hình ra đối với mình cái nghề này, mình sẽ định hướng của mình là mình mong muốn làm sao cái nghề ve chai được chuyên nghiệp hơn. Đó là từ đó cái ý tưởng của VK của mình ra đời. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Vậy thì em xin được phép hỏi chị Trang là không biết cơ duyên nào mà chị Trang lại đồng hành cùng với dự án này ạ? Mình thì khác bảo một chút, thì mình khởi nghiệp từ rất lâu rồi. Công ty riêng của mình là công ty về thiết kế, mình có thế mạnh về thiết kế. Bản thân mình là một graphic designer. Trong một cái cuộc gặp gỡ với lại Bảo, mình với Bảo là bạn học cấp 3, thì Bảo có chia sẻ cái câu chuyện của Bảo và cái ý tưởng đó. Thì mình nhìn ở cái góc độ mình là một cái người dân bình thường, mình thấy là cái việc mà phân loại rác hiện giờ ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là nói rộng ra là cả nước, nó không hề hiệu quả. Là mình là một cái người có ý thức về môi trường, mình phân loại rác hữu cơ và rác những cái thứ mà mình tạm gọi là có thể tái chế được riêng ra. Nhưng mà khi mà lên xe rác thì mọi thứ nó lại trộn chung lại. Mà mình thấy như vậy là rất là lãng phí mà lại hụt hẫng nữa. Chính vì vậy khi mà Bảo chia sẻ cái ý tưởng này mình thấy rất là hay, và mình nghĩ là với cái sự giúp sức của mình thì chắc chắn dự án nó sẽ được mình hy vọng là mình có thể góp một cái phần để cho dự án được lan tỏa ra, tiếp sức ước mơ. Dạ đúng rồi. Dạ em xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Các bạn thân mến, nãy giờ chúng ta đã được nghe ba anh chị cùng chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình. Giống như Vi đã nói ngay từ đầu, khởi nghiệp của chúng ta không nhất thiết phải bắt đầu từ những ý tưởng quá là cao xa hay là lớn lao gì cả. Và nhưng mà sinh viên của chúng ta lại thường tìm kiếm cho chúng ta rất là nhiều ý tưởng sáng tạo và mới mẻ. Thì không biết là những ý tưởng này của chúng em, khi mà tụi em đã nêu ra được những cái suy nghĩ của mình, thì nó có khả năng trở thành hiện thực không ạ? Dạ, cô Diệu Linh này sẽ giúp em trả lời câu hỏi này ạ. Cảm ơn MC. Xin chào các bạn. Thực ra thì trong quá trình mà giảng dạy các bạn và cùng làm việc với các bạn á, thì cô nhận được khá là nhiều những cái thắc mắc cũng như là những cái trăn trở của các bạn. Nhờ thầy cô tư vấn cho các bạn là em có ý tưởng như thế này, em có ý tưởng như thế kia, như vậy thì em cái nào thành công cô? Dạ, thì thực sự là như đứng vai trò của Diệu Linh thì Diệu Linh không thể nào trả lời được với các em là cái ý tưởng nào mà thành công được cả. Thì thông thường là cô có thể chia sẻ với các bạn là để đánh giá là các bạn có thể triển khai cái ý tưởng đó của các bạn hay không á. Thì cô hay hỏi các bạn là tại sao các bạn lại có những ý tưởng này, và những ý tưởng này để giải quyết cái vấn đề gì. Sau đó thì các bạn có nghĩ rằng là mình có, các bạn sẽ trình bày cho cô rất là nhiều lý do. Nhưng cuối cùng là cô yêu cầu các bạn là có thể viết được ngắn gọn ý tưởng của các bạn trong vòng 12 từ không? Nếu như các bạn có khả năng viết được 12 từ về ý tưởng của mình một cách ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu, thì điều đó là các bạn đã hiểu rõ về cái vấn đề của mình rồi. Và cái câu hỏi thứ hai là bản thân em có cảm thấy là người phù hợp nhất để triển khai cái ý tưởng đó hay không? Có bạn sẽ trả lời là cô ơi, em thấy là có người làm rồi, có công ty kia làm rồi, hay là ở nước ngoài người ta làm như vậy rồi. Nhưng thực sự là một vấn đề là sẽ có rất là nhiều.
rất là nhiều công ty, rất là nhiều người sẽ nhận ra cái vấn đề đó của bạn. Tuy nhiên cái cách triển khai nó sẽ khác. Như vậy thì bản thân bạn có tự tin rằng là mình là người phù hợp nhất để triển khai cái ý tưởng đó của bạn trong thời điểm này hay không? Để thể hiện được là bạn có cái sự đam mê và kiên trì đeo đuổi. Và cái phần thứ ba nữa là cái gì? Bạn có đủ kiên nhẫn không? Có đam mê và kiên nhẫn không? Bởi vì thực sự là hành trình khởi nghiệp để triển khai thực tế một cái ý tưởng là một hành trình rất là dài và rất là nhiều khó khăn, không thể nào mà suôn sẻ được cả. Như vậy thì bạn có đủ đam mê, có đủ kiên nhẫn để học hỏi những điều mới lạ và thậm chí là có đủ để mà chấp nhận cái thử thách, là chấp nhận cái thất bại đó hay không? Cũng giống như là câu chuyện của chị Xuân Quyên chia sẻ với chúng ta hồi đầu buổi á, là chị có sẵn sàng chấp nhận là cái việc chúng ta, chị đã bán lại cái cơ sở là cơm kẹp của mình đó, là một thất bại hay là một thành công? Và nếu chúng ta nhìn nhận với cái tư duy tích cực thì tất cả mọi điều chúng ta gom nhặt lại thì đều đó là những cái bài học, những bài học mà chúng ta sẽ thành công hơn cho những câu chuyện tiếp theo. Như vậy thì cái câu chuyện của các bạn là bạn có quá nhiều ý tưởng, nhưng bạn hãy nhìn thấy xem là xung quanh mình những ý tưởng đó có giải quyết được vấn đề của bạn không, có giải quyết được vấn đề của mọi người xung quanh hay không. Và thứ hai nữa là bạn có là người phù hợp để thực hiện cái ý tưởng đó của bạn hay không. Cái thứ ba, nguồn lực bạn có là gì? Nguồn lực bạn có là gì? Nếu như các bạn có theo dõi live stream của kỳ trước á, thì chúng ta có một cái keyword của cái buổi của thầy Dũng chia sẻ với chúng ta là bird in hand. Một con chim ở trong tay còn hơn là nhiều con chim ở trong bụi rậm. Như vậy bạn có cái gì ở trong tay hay không? Chị Nguyên ở đây là có ngành nghề về khảm ngọc trai của gia đình. Anh Bảo ở đây là có kiến thức rất nhiều về ngành tái chế giấy. Như vậy thì bạn có cái gì cho cái ý tưởng của mình? Bạn trả lời những câu hỏi đó rồi sau đó bạn sẽ tự tìm ra và tự đánh giá được là ý tưởng của mình có thể là thành công và trở thành hiện thực hay không. Dạ, em xin cảm ơn cô. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta cũng đã vừa được nghe cô Diệu Linh chia sẻ. Khi mà các bạn có quá nhiều ý tưởng thì các bạn nên sàng lọc nó một cách tốt nhất. Vậy thì theo em biết thì bút ngọc trai hay là ứng dụng VK đó không phải là những ý tưởng duy nhất mà các anh chị lựa chọn để hiện thực hóa nó. Vậy thì không biết là anh chị có thể bật mí cho tụi em là cách làm sao để mà mình sàng lọc và lựa chọn được ý tưởng tiềm năng để mà mình bắt tay vào triển khai nó một cách thực tế hơn. Dạ, em xin mời chị Quyên trước ạ. Với chị thì chị nghĩ là đầu tiên nó là làm sao để có cái góc nhìn thực tế. Mà có góc nhìn thực tế thì phải trải nghiệm. Cái đó là cái phần đầu tiên là khó nhất. Mà trải nghiệm thì em cần phải thất bại cực kỳ nhiều rồi em mới biết đó là cái ý tưởng nào là không đúng, không tới đâu, và cái ý tưởng nào là sẽ thành công. Thì cái đó là cái cảm giác của cái người khi làm kinh doanh. Mà cái cảm giác đó nó chỉ phải là em phải qua thất bại đó mới nhận được cảm giác đó. Nhưng mà nếu như là chị bắt đầu á, thì nếu cho chị bắt đầu lại thì chị nghĩ rằng chị sẽ làm việc nhiều hơn ở một cái công ty mà mới khởi nghiệp. Tại vì như vậy á, khi mà em có thất bại á, thì em cũng đã thấy được thất bại của người khác, và cũng có thể em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cái chi phí của em bỏ ra đó là chi phí thời gian thôi, còn tiền bạc có thể không phải là em mất hết sạch vốn để mà em học được cái bài học đó. Thì có nhiều bạn vừa mới ra trường, mình mong muốn một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà đối với chị á, thì chị nghĩ là làm ở công ty lớn thì em có thể làm trong một khoảng thời gian thì em cũng học được nhiều, vì ở đây đó là em học về cái mối quan hệ nhiều hơn, thì em biết được công ty này, công ty kia, công ty nọ. Nhưng mà nếu mà em định hướng khởi nghiệp á, thì em bắt đầu với là công ty nhỏ, giống như Jack Ma nói vậy á. Em cứ lao vào một công ty mà ở đó định nghĩa của startup là gì? Đó là nó không biết làm gì, nó không biết bán sản phẩm gì, bán cho ai và bán bằng cách nào. Thì khi mà em lao vô một cái công ty mới khởi nghiệp á, thì ở đó là em lung tung rối mùng lên hết. Nhưng mà em cùng với lại startup khác có thể từ từ mò ra được cái con đường ở trong đó. Thì cái hành trình đó nó có lên có xuống, nhưng mà em học được rất là nhiều. Em học được mọi cái kỹ năng mà em có. Cho tới giờ chị chưa biết là có kỹ năng nào mà mình không cần phải biết. Kế toán cũng phải biết, tài chính cũng phải biết, kinh doanh cũng phải biết, sản xuất cũng phải biết, giao hàng cũng phải biết, vận chuyển phải biết, tất cả mọi thứ mình đều phải biết. Nếu như mình không biết cái nào, mình phải trả tiền cho nó.
thì mình phải thất bại với cái đó. Từ nếu mình không biết cái nào, cuối cùng mình sẽ chết vì cái đó. Cho nên chị nghĩ là nếu mà có thể, em hãy bắt đầu với lại một cái công ty khởi nghiệp và có cái trải nghiệm với một công ty lớn, rồi em sẽ học được cả hai, vừa có mối quan hệ nhưng mà vừa có học được mọi cái kỹ năng mà em cần, mà có vốn ban đầu để có thể bắt đầu cái khởi nghiệp của em. Dạ em xin cảm ơn chị. Dạ chị Trang ơi, hồi nãy chị có chia sẻ là chị đã bắt đầu khởi nghiệp từ rất là lâu rồi, vậy thì không biết là chị đã sàng lọc và lựa chọn những ý tưởng khởi nghiệp của mình như thế nào ạ? Thật ra cái con đường khởi nghiệp của mình nó chắc là nó đơn giản hơn chị Quyên, là vì là mình xuất thân là một nhà thiết kế, thì thành ra mình cứ chọn cái con đường của mình là tập trung vào cái kỹ năng chính của mình. Mình cũng, bắt đầu thì mình cũng thử sức với chuyện là mình mở một cái công ty thiết kế. À không, trước đó thì dĩ nhiên là mình cũng phải trải qua một cái thời gian làm việc ở những cái công ty thiết kế và mình học hỏi được cái kinh nghiệm, mình học hỏi cái quy trình làm việc và cái cách làm thế nào để mà nói chuyện được với khách hàng, khai thác được những cái ý tưởng mà trong đầu khách hàng và hiện thực nó ra. Thì cái quá trình khởi nghiệp của mình nói chung là nó cũng rất là gập ghềnh, khúc khuỷu. Cho tới nay thì thực sự nó vẫn còn khúc khuỷu gập ghềnh chứ cũng không phải là đã ra đại lộ lớn đâu. Nhưng mà theo mình thấy là đúng như cái chia sẻ của chị Quyên là cái đầu tiên các bạn đừng có ham mà nhảy ra vào khởi nghiệp quá sớm. Các bạn nên tích lũy cho mình không những là kinh nghiệm về làm việc mà còn là những mối quan hệ nữa. Dạ em xin cảm ơn chị. Còn không biết là ý kiến của anh Bảo thì như thế nào ạ? Thì mình cũng đồng ý với những cái ý kiến của hai bạn. Đầu tiên mình chia sẻ như thế này, có thể các bạn học trường tốt nghiệp ra, có thể các bạn học rất giỏi, có thể tốt nghiệp xuất sắc học hoặc là học vượt năm gì đó, nhưng theo mình nghĩ để các bạn khởi nghiệp thì ít nhất là các bạn cần có một khoảng thời gian để các bạn tích lũy được kinh nghiệm và các mối quan hệ. Trên thế giới này chắc chắn là sẽ không có nhiều những người như là Bill Gates đâu, họ dám bỏ học để mà ra khởi nghiệp. Thực ra trên thế giới này chắc sẽ không có cái người như vậy nữa đâu. Thành ra điều đầu tiên là các bạn cần phải có kinh nghiệm, cho dù các bạn giỏi tới mức độ nào. Và bên cạnh đó thì cũng như mình chia sẻ, thì để khi các bạn ra gọi là khởi nghiệp thì điều đầu tiên các bạn phải tìm một cái dự án, một giải pháp hay là một cái sản phẩm nào đó để bạn đưa cái đó ra ngoài thị trường. Thì cũng như mình nói thì ít nhất là bạn phải cái định hướng đó bạn làm á, là cái thị trường nó phải cần, năng lực của bạn phải giỏi và bạn phải đam mê. Tại ra nếu bạn làm mà không đam mê á, sẽ có những lúc bạn khó khăn, bạn nản và bạn sẽ từ bỏ. Thì ít nhất là bạn phải tìm được cái giải pháp đó. Vậy thì tìm như thế nào? Nếu như các bạn chỉ mình cũng từng như các bạn vậy đó, là đi làm, gọi là đi làm công rất lâu mà mình không có ý tưởng gì cả. Và mình nghĩ rằng các bạn nên dành một khoảng thời gian để lùi lại phía sau, quan sát cái xã hội mình nó vận hành như thế nào. Lúc đó mình sẽ thấy được xã hội nó có cái điều gì tốt và điều gì chưa tốt. Và mình quan sát mà mình sẽ thấy xã hội đang cần cái điều gì đó. Và mình định hướng. Cũng như mình vậy đó, cái ý tưởng VK ra mình ra đời đó, thì trước kia thì mình có làm về mặt một cái công ty môi trường. Nên nó không phải là cái mình đi, cái đó là cái mà mình giỏi. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không gắn bó nó lâu. Còn cái khi mà mình lựa chọn trong thời gian đó, mình lựa chọn cái ý tưởng về mặt VK, thực ra là mình theo đuổi ý tưởng này hết 2 năm trời. Mình mới đi chạy, mình mới ra cái ý tưởng VK. Và mình chỉ lựa chọn một ý tưởng thôi. Mình dùng nguyên tắc đó mình làm. Mà mình chỉ có ý tưởng VK. Thực ra là trước kia là mình phải trải qua những cái việc gì đó, mình mới có thể nhìn được những cái vấn đề này. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Dạ em thấy là trên bàn mình bày những sản phẩm của nhà Blue Sài Gòn, thì em thấy là các sản phẩm của mình thì hầu hết được làm từ các loại vỏ sò, vỏ ốc. Điều này cũng là góp một phần không nhỏ cho việc bảo vệ môi trường hả chị? Vậy thì không biết là thông qua các sản phẩm của mình thì chị có kỳ vọng là các sản phẩm của doanh nghiệp nó sẽ truyền tải thông điệp gì đến cho cộng đồng và cho xã hội không ạ? Chị cảm ơn MC, cảm ơn các bạn. Sản phẩm của Bút Ngọc Trai giống như các bạn thấy ở trên này á, thì chị nghĩ là qua những cái sản phẩm này á, mình muốn truyền tải cái thông điệp đó là nhất đó là lịch sử và cái nghệ thuật của Việt Nam rất là nhiều. Việt Nam có 1.000 năm lịch sử lận, cho nên Việt Nam thật sự là có rất nhiều sản phẩm mà mang tính
vừa có đặc thù lịch sử hay vừa có cái cảm giác là mình có thể tạo ra một sản phẩm mà vừa giúp cho người dân Việt Nam của mình mà vừa có thể tốt cho xã hội. Thì ở đây đó là chị thì chị giúp ở đây là cho các cái nghệ nhân qua 30 bước thì mới ra được một cái sản phẩm như vậy. Ví dụ như bút ở đây thì phải qua 30 bước, hay là trang sức cũng vậy. Và cái thứ hai nữa đó là với để ra được một sản phẩm như vậy á, nó cần phải có cái sự kiên nhẫn kinh khủng. Kiên nhẫn đến từ cái nhà khởi nghiệp, tại vì phải bản thân mình thì mình phải đập định hướng được cái sản phẩm này bán cho ai và bán như thế nào. Nhưng mà với cái người nghệ nhân á, thì mình cũng phải định hướng được cho họ, đó là họ sản xuất ra mẫu mã nào cho đẹp. Và cho nên nó cần cái sự học hỏi và cái sự kiên nhẫn rất cao. Và nghệ nhân cũng phải thử ra, ví dụ mình ra 100 mẫu mình mới duyệt được một mẫu. Và cái điều thứ ba mà mình muốn truyền tải đó là những cái sản phẩm này, ví dụ như một cái bút này có thể sử dụng tới 10-20 năm. Và thay qua đó có thể thay đổi được, giảm được rất nhiều cái cây bút nhựa sử dụng một lần. Thì nó rất là tốt cho môi trường. Và ở đây cũng là vàng khối. Và ở đây thì là vỏ ngọc trai, cho nên khi không sử dụng nữa nó sẽ trở tự nhiên về môi trường thôi. Thì cái điều mà mình thấy đó là nếu mà bạn nghĩ tới một cái sản phẩm mà nó vừa tốt cho môi trường, mà nó vừa có thể giúp cho xã hội, nó vừa giúp cho xã hội mà nó cũng có thể tạo ra được lợi nhuận, thì cái điều đó rất là tốt. Và hãy kiên định với nó. Tự vì thực ra cái điều mà nếu mà mình làm một cái sản phẩm mà giúp môi trường, thật ra nó không có dễ bán đâu, tại vì cái chi phí của nó cao hơn so với lại cái sản phẩm nhựa mà mình còn cạnh tranh với lại Trung Quốc hay là các thể loại bán hàng rẻ khác. Nhưng mà mình làm cái gì thì mình phải tập trung cho nó và phải kiên định với nó. Và cái sản phẩm này là tốt thì mình hãy ráng làm nó và cố gắng hãy dung hòa giữa cả việc cả hai, là giúp cho môi trường và mình thấy điều tốt thì mình hãy cứ làm, bắt đầu nhỏ thôi. Dạ, em sẽ có những ý kiến chia sẻ của chị. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn cũng ủng hộ sứ mệnh cộng đồng của chị Quyên thì các bạn hãy thực hiện một thao tác rất là đơn giản thôi, đó chính là like và chia sẻ cái live stream trực tiếp ngày hôm nay để cho người thân và bạn bè của chúng ta có thể biết đến và ủng hộ các sản phẩm thân thiện với môi trường của nhà Blue Sài Gòn nha. Và anh Thế Bảo ơi, khi mà anh sáng lập ra VK, anh có mong đợi là ứng dụng của mình sẽ hỗ trợ như thế nào cho những người thu mua phế liệu hay không ạ? Thật ra thì nó một người làm khởi nghiệp thì chắc chắn người ta sẽ nhìn vào cái việc là họ sẽ giúp được gì cho cộng đồng, cái đối tượng đó. Và bên cạnh đó thì chắc chắn một điều là họ phải nghĩ về doanh nghiệp, mình gọi là mô hình kinh doanh. Thì mình đã xem rất nhiều mô hình kinh doanh khác nhau. Và từ đó mình, đối với lại cái sản phẩm VK của mình, thì ngay từ đầu thì mình đưa ra một cái định hướng là mình không thu phí. Tức là mình sẽ hỗ trợ để mang đến giá trị đối với là những người đi thu mua. Mình mang cái dịch vụ đến cho họ, mình mang tới cái giải pháp cho họ. Thì cái kỳ vọng của mình á, là sau một thời gian nó sẽ hỗ trợ cho các cô thu mua đó tăng thu nhập lên. Nhưng mình không nghĩ giải pháp mình nó sẽ thay thế hoàn toàn. Mình nói mình kỳ vọng là sẽ giúp cho họ tăng được khoảng 20% doanh thu, hay là nếu như nhiều hơn thì mình càng vui hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn anh. Và khi mà chúng ta nhắc đến những đối tượng làm nghề thu mua ve chai thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những người phụ nữ chịu thương chịu khó, hay là những người lớn tuổi không thể tìm kiếm được một công việc phù hợp cho mình. Thì không biết là chị Trang ơi, chị có ấp ủ ước mơ gì mà bắt tay vào thực hiện cái dự án này không ạ? Khi mà mình bước vào cái dự án VK thì mình cũng có đi và mình nói chuyện với các cô thu mua ve chai. Thì mình thấy là cái công việc của họ rất là vất vả và chịu nhiều cái tổn thương. Thứ nhất là có phải đi bộ gian nắng, rồi phải nuôi gia đình. Có nhiều cô thậm chí là còn nuôi 2-3 con ở quê ăn học. Đó là một cái ngành nghề mà họ thực sự là họ bỏ công sức rất là nhiều để mà có được cái thu nhập. Thì mình thấy nếu mà dự án VK được mọi người ủng hộ và lan tỏa được thì mình rất là hy vọng các cô thu mua ve chai này sẽ cải thiện được cái thu nhập của họ. Là vì là nhiều người bán hơn thì họ sẽ mua được nhiều hơn. Và qua ứng dụng á, thì trong cái quá trình mà họ đi thu mua á, thì tụi mình cũng có tính tới cái chuyện là giúp họ tối ưu hóa cái quãng đường mà họ đi thu mua.
Nghĩa là thí dụ như có 10 điểm thì mình sẽ tính được cái đường đi nào là tiện lợi nhất, nhanh nhất. Và vì là đã có lịch trình rồi, đã có hẹn với lại khách hàng rồi, thì họ không cần phải lang thang trên đường một cách vô định như bây giờ nữa. Đó là cái ý nghĩa mà VK mong muốn mang lại cho các cô. Dạ, xin cảm ơn chị. Và không biết là với các dự án khởi nghiệp của sinh viên thì cô Diệu Linh có nhắn nhủ gì về tư duy khởi nghiệp đến cho các bạn không ạ? Nói về tư duy khởi nghiệp thì mình nghĩ là nó cũng hơi cao và hơi xa. Cái mà cô và nhà trường mong muốn các bạn ở đây á, là các bạn có thể là nuôi dưỡng cái ước mơ của mình, suy nghĩ lớn nhưng mà hãy bắt tay làm từ những việc nhỏ và cụ thể. Liên quan đến cái vấn đề gọi là sàng lọc ý tưởng vừa rồi là anh Bảo, chị Trang và chị Xuân Nguyên chia sẻ với chúng ta đó, thì thực sự là khi tiếp xúc với các bạn sinh viên thì các bạn sinh viên ở đây là mình có khá là nhiều ý tưởng, và thậm chí là một bạn là lên là cầm hẳn cho Linh là nguyên một cái list, là cái tờ giấy A4 là em có những ý tưởng này 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 cô, bây giờ em muốn làm đó. Thì mình thường khuyên các bạn sinh viên là nếu như bạn có nhiều ý tưởng quá và ý tưởng nào bạn cũng muốn làm hết thì bây giờ mình sàng lọc đi, giống như cái câu chuyện của anh Bảo chia sẻ ở đây là cái nào các bạn muốn làm, các bạn làm giỏi và các bạn khả thi. Các bạn có thể sử dụng cái công cụ là cái bảng sơ đồ là 2x2, mình chia ra làm 2 chiều, khả thi, ít khả thi, mình làm giỏi và mình làm ít giỏi hơn. Và sau đó bạn chọn những ý tưởng nào mà vừa khả thi mà các bạn vừa làm giỏi thì các bạn sẽ ưu tiên đánh giá về cái ý tưởng đó trước. Cái thứ hai nữa là đối với những ý tưởng mà bạn đã sàng lọc như vậy rồi á, thì bạn có cái gì để mà thực hiện nó hay không? Có gì thực hiện nó hay không? Bạn phải ngồi bạn list ra được. Đừng suy nghĩ, đừng để trong đầu. Hãy ngồi cầm viết lên và liệt kê ra được là bạn có cái gì, có nguồn lực nào hỗ trợ để mà thực hiện cái ý tưởng đó. Và cái điều thứ ba nữa và mà Linh nghĩ rằng á, là các bạn cũng hơi e dè. Về quan điểm cá nhân Linh á, là các bạn nên chia sẻ ý tưởng của mình với những người mà các bạn cho rằng là có thể là tiềm năng đối tác của mình. Không biết là ý kiến của ba vị khách mời ở đây như thế nào. Nhưng mà suy nghĩ của sinh viên là rất ngại chia sẻ ý tưởng, bởi vì bạn cho rằng là khi mà bạn nói ý tưởng đó ra là ý tưởng đó sẽ bị đánh cắp mất, hoặc là người khác sẽ làm trước bạn. Nên bạn rất là ngại chia sẻ những ý tưởng đó ra với nhiều người khác. Thì quan điểm cá nhân của Linh là các bạn nên chia sẻ. Bởi vì khi các bạn chia sẻ như vậy, các bạn sẽ tìm được những cái người mà gọi là đồng lòng cùng với bạn, đồng cảm, cùng thấu hiểu vấn đề của bạn và có thể là cùng bước cùng bạn trên cái hành trình mà các bạn khởi nghiệp. Cũng giống như là anh Bảo đã tìm được bạn đồng hành là chị Trang trong cái dự án VK của mình. Do vậy là hãy mạnh dạn chia sẻ. Mạnh dạn chia sẻ, đừng giữ trong lòng. Khi các bạn giữ trong lòng thì chỉ có một mình các bạn ấp ủ ước mơ đó thôi. Và trong khi đó thì người khác đã thực hiện mất tiêu rồi. Cái thứ hai nữa là trong cái bối cảnh rất là thay đổi, rất là linh hoạt như thế này á, thì tất cả mọi đối tượng mà chúng ta tiếp xúc là đều là đối tác của mình, không có đối thủ cạnh tranh. Thậm chí chúng ta đừng quan tâm đến đối thủ cạnh tranh đang làm gì, mà hãy nghĩ rằng là mình có thể làm được gì và mình làm cách nào để làm tốt nhất trong khả năng có thể của mình, và mình đủ kiên trì để theo đuổi hay không. Nếu như mà bạn chỉ mãi mê quan tâm đối thủ cạnh tranh của mình làm gì như thế nào thì điều đó chứng tỏ rằng là bạn sẽ là cái người đi theo cái bóng của họ hoài mà thôi. Do đó thì các bạn hãy tư duy rằng là tất cả mọi nguồn lực, mọi đối tượng của mình đều là bổ trợ từ khách hàng, từ đối tác, từ nhà cung cấp, từ đối thủ cạnh tranh. Và cái điều tiếp theo nữa là hãy luôn luôn trao dồi cái kiến thức của mình. Có thể là giống như chị Nguyên chia sẻ với chúng ta đó, cái gì bạn không biết bạn sẽ phải trả tiền. Như vậy trả tiền là một chuyện, có tiền để trả, nhưng mà cái gì bạn không biết, bạn không những trả tiền mà bạn còn phải trả giá nữa. Do vậy thì hãy luôn luôn nuôi dưỡng cái tinh thần tự học của mình. Nhiều bạn hỏi rằng là những cái vấn đề này trong trường đâu có dạy đâu, vậy thì tụi em học sao đây cô? Thực ra trường sẽ coi như tạo cái điều kiện và hỗ trợ cho các bạn cái khả năng các bạn tự học, tự nghiên cứu. Còn nghiên cứu vấn đề gì, nghiên cứu như thế nào là các bạn phải chủ động.
Đó là những điều mà cô muốn gửi gắm cho các bạn trong cái gọi là trước thềm cái cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp năm 2021 của nhà trường chúng ta. Dạ, em xin cảm ơn cô. Và các bạn ơi, vừa rồi chúng ta đã được nghe những chia sẻ từ cô Linh và các vị khách mời ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn muốn biết rõ hơn về những câu chuyện khởi nghiệp của các anh chị hay là có những câu hỏi cần được giải đáp thì các bạn hãy để lại những bình luận bên dưới livestream ngày hôm nay hoặc là inbox ngay cho fanpage Công tác sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Vi sẽ giúp các bạn gửi những câu hỏi này đến với các vị khách mời ngày hôm nay. Dạ chị Quyên ơi, em được biết là chị đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Mỹ thì không biết là khi mà chị quay trở về Việt Nam và lập nghiệp trên mảnh đất quê hương mình thì chị có gặp phải những khó khăn hay là thách thức gì không ạ? Chị nghĩ là kể ra khó khăn chứ kể sáng mai chưa hết. Khó khăn không ạ? Thách thức không ạ? Thì đầu tiên là chị bắt đầu từ cái phía của các em và cái phía của chị khi mà mới ra trường. Đó là giống như nãy anh nói, anh Bảo có nói đó là xuất sắc là một chuyện, còn chuyện làm được là một chuyện khác. Và chị thấy ông Tesla, Elon Musk vừa mới chia sẻ đó là đừng có nhập giữa hai cái việc đó là bạn có một tấm bằng xuất sắc và trở thành một người ngu ngốc. Hai cái đó, bạn có thể có một tấm bằng xuất sắc nhưng mà vẫn trở thành một kẻ ngu ngốc trong cuộc đời. Thì thật ra nó chị thấy đó, y chang cho chị tại vì chị xuất phát đó là chị được chị du học ở bên Mỹ. Xong rồi chị cũng học bổng 3-4 năm trời và rồi cũng tốt nghiệp xuất sắc với gần 3.96 là cũng tốt, thì trên 4. Thì như vậy lúc mà chị về, chị vẫn cả 7 năm cũng thất bại như bình thường. Và chị về thì chị bắt đầu làm gì? Tìm việc thì lúc đó cũng phải apply cho 10-20 chỗ, đâu phải ít đâu, đâu phải đùng cái có việc đâu. Và khi mà có việc rồi á thì mới bắt đầu làm xong rồi. Thì tại vì nhà mình lớn lên ở trong cái khởi nghiệp cho nên mình thích cái khởi nghiệp và ba mới muốn chị khởi nghiệp năm lớp vào khoảng 1 năm sau khi đi ra trường về. Và giống như nãy chị nói, đó là 7 năm đó là 7 năm dùng từ khủng khiếp cũng được. Nhưng mà thật ra dùng từ chị học được rất là nhiều. Cho nên cái thành công đó là không có bỏ cuộc, chỉ vậy thôi. Người nào thành công là người đó không bỏ cuộc. Và thất bại chị có ở trong đó là gì? Chị kể cho vài thứ chắc 5-10 cái là nếu các em sợ thì các em không nên khởi nghiệp, mà nếu các em không sợ thì các em hãy khởi nghiệp. Để thì thứ nhất đó là khi chị mới làm đúng không? Sợ thì có phải sổ sách chính từ chị học ở bên Mỹ là một khác, ở Việt Nam là một khác hoàn toàn. Chị không biết gì về kế toán, mới đùng vô một cái sẽ đăng ký bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người luôn. Và xong sau đó cái nợ bảo hiểm xã hội của chị lên rất cao. Và có những cái tài chính chị không giỏi, và cũng như đó là không quản lý được nhân viên và chi phí và không, mình không có cái khả năng đàm phán, cho nên đàm phán cái nhà cung cấp cũng bị giá cao, rồi hợp đồng cũng đã ký rồi không thể giúp được, cuối cùng là càng bán sẽ càng lỗ, tại vì mình phải có cái kiến thức để đàm phán mà đã đút xa gà chết, ký cái hợp đồng nào là sẽ chết hợp đồng đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là tại thời điểm đó chị cũng vừa mới lập gia đình luôn và có cả có con, thì vừa là khởi nghiệp vừa là có gia đình mới. Và lúc đó thì chị nói em tới một cái thời điểm á là chị hợp tác với lại đối tác của chị, hợp tác đối tác thì ngay cái việc mà chọn đối tác cũng là một cái mà mình cần phải học. Ví dụ bây giờ các em có thể nghĩ tới chuyện hùn vốn với bạn bè, nhưng mà các em để 9-10 cái việc hùn vốn thì 9 cái chết, cứ hùn vốn là sẽ mất tiền, hùn vốn là mất tiền. Cho nên cái duy nhất mà không chết khi hùn vốn đó là phải có quy trình và phải có cái quy định rất là rõ ràng, giống như là được lòng trước mất lòng sau vậy, mất lòng trước được lòng sau, là phải quy định ra đó là mình đã có, bạn sẽ làm bao nhiêu tiếng và bạn sẽ phụ trách mảng gì, thậm chí ra cái hợp đồng cho rõ ràng. Thì hai bên càng rõ ràng sau này càng tranh chấp, tại vì những cái gì mà chị hùn á không có rõ ràng gì hết, chỉ tin tưởng nhau thôi, cuối cùng là vừa mất tiền vừa mất bạn. Thì cái việc hùn vốn đó là cái cũng chị mất tiền rất lớn vì cái chuyện hùn vốn. Mất cho đôi khi là mất khoảng 3 tỷ sau một tháng á, là tất cả những gì chị có. Cho nên á, ý ở đây đó là gì? Em có tiền mà không có kiến thức em cũng sẽ mất hết. Mà em có kiến thức mà không có tiền em sẽ có được tiền. Nhưng mà em đừng nghĩ đó là cần phải bắt đầu với nhỏ. Bây giờ đối với chị 100 triệu hay 10 triệu rất lớn. Nhưng tại thời điểm mới khởi nghiệp ra, mấy tỷ bạc thấy không lớn. Nhưng mà mất sạch trong vòng có vài tháng vì không có kiến thức.
Và vì không có kiến thức đó như thế nào, dẫn tới đó là chị mở ra một loạt các mặt bằng đúng không? Và sử dụng, lúc đó là mình làm cái nhà hàng thì mình mở ra nhà hàng. Xong sau đó em biết tại một thời điểm chị phải đóng hết tất cả các nhà hàng đó. Và chủ nợ tới gặp mình. Và lúc đó mình đang có bầu. Và mình cần phải ngồi nói chuyện xuống với họ và giải quyết cho từng một cái công nợ một. Cứ từng người mình sẽ phân tích ra đó là một tháng mình sẽ trả được bao nhiêu. Có người mình nợ 100 mấy chục triệu, mình trả 1 tháng 1 triệu. Nhưng mà tại thời điểm đó, em tại cái khó khăn đó em sẽ thấy được đó là có một số người họ không tới nội tệ. Thì ý gì đó là em phải đối mặt với việc một là em mất hết tiền, hai đó là em có thể làm việc liên quan tới nợ. Và chị em nghe đó là hiện tại bây giờ các bạn có thể nghĩ rằng các bạn bắt đầu với con số 0 không có gì hết, nhưng mà nó là không, số 0 nó vẫn tốt hơn số âm. Có rất nhiều người họ bắt đầu với con số âm, và tại thời điểm mà chị bắt đầu của Blue Sài Gòn là chị bắt đầu với con số âm. Mà tại vì nó vẫn còn cái nợ của phía trước, không, tại thời điểm đó thì dứt hết rồi, nhưng mà khoảng giữa cái giai đoạn mà 7 năm thì 4 năm từ 4 năm sau khi khởi nghiệp á, của cơm kẹp á, là chị bắt đầu bằng con số âm, là vừa phải làm mà vừa phải trả nợ, vừa phải làm có bao nhiêu phải trả nợ hết. Thì cái việc bắt đầu bằng con số âm đó còn khó hơn số 0 nhiều. Thì còn gì nữa, đó là chị cái hạn hẹp em mà cảm giác rằng đó là em phải bắt đầu với một cái vốn hoặc là một cái resource khác hay là con người hay hạn hẹp, thì cái đó là rất là bình thường. Tại vì người ta bảo đó là làm một giám đốc giỏi á, là người phải bắt đầu và có thể phát triển công ty với cái nguồn vốn và mọi cái về marketing hay nhân sự hạn hẹp, thì đó mới là giám đốc giỏi. Còn đùng cái em có vài tỷ bạc hay là bắt đầu 1 tỷ đô thì đâu còn gì để phát triển, em cũng sẽ mất hết à. Thì như vậy á, đó là cái câu chuyện của chị, mà đó chỉ là 2 trên 1.000 á, 2 trên 1.3 yeah. Tới 3 tới 1 2 3 tới trên 1.000 cái những cái khó khăn mà mình từng gặp. Có những lúc á là em đang làm, chị đang làm và chị nhân viên sẽ nghỉ việc, và mình cảm thấy rất là buồn kinh khủng, nhưng mình vẫn phải tuyển viên mới rồi. Và cái đó là cái em phải vượt qua cái cảm xúc đó, người đã từng gắn với em đùng cái bỏ em rồi. Xong còn nữa đó là việc những cái lỗi của người khác mà em phải trả giá, lỗi của mình mà em phải trả giá thì nó còn dễ, lỗi của người khác nhưng mà em phải trả giá chung, tại vì em hùng chung, trách nhiệm chung là một cái khó hơn. Thì cái đó là cái thứ khó khăn thứ tư. 5 cái thôi để cho em để dễ tiêu hóa. Còn nữa đó là chị nghĩ đó là các bạn nghĩ rằng đó là cần phải sáng tạo cái mới, nhưng mà thật sự đó là khi làm gì mình cần sáng tạo, nhưng mà cần cái cách nhanh nhất mà đi á, đó là sáng tạo trên cái nền cũ. Và cách học nhanh nhất đó là copy and change mà. Mình phải xem tất cả mọi thứ mình muốn làm cái gì, ý tưởng của mình ra 100 cái, mình lọc thành 10 xong chọn một. Thì cái làm sao để mình lọc thành 10 đó là em phải tìm hiểu thị trường rất là chắc. Em coi đối thủ đã làm gì, họ đã làm như thế nào. Tại vì chắc chắn ý tưởng của em không phải lần đầu tiên người ta nghĩ tới, mà tại sao họ bỏ là cái câu chuyện ở đằng sau. Thì mình phải coi chính xác là trên thị trường có cái gì, và chỉ cần em chọn cái mô hình mà họ đang làm thành công, em đổi một chút thôi, tại vì cái đó là cái cách em sẽ đảm bảo được cái thành công cao hơn. Chứ cái người mà mình tự ra một cái đường hoàn toàn mới, không cần biết tới đối thủ đang làm gì hết, trong khi họ đã làm rồi, thì cái đó, cái rủi ro em lên quá cao. Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì còn về phía anh Bảo, bây giờ không biết là khi bắt đầu cái ứng dụng VK của mình thì anh chị đón nhận những phản hồi của khách hàng như thế nào, và anh chị có gặp những khó khăn hay là thách thức gì không ạ? Dạ, em mời anh Bảo ạ. Khó khăn hả? Mày, nói nếu quá mà nói là hết. Khó khăn thì nó sẽ mình chia ra. Khó khăn không ạ? À? Mình nói có khó khăn từ đoạn mà ra sản phẩm đấy ha. Dạ. Thực ra là cái đầu tiên người ta sẽ đặt ra nghi vấn rằng, mình nghe rất nhiều người nói luôn, cái đám này nó bỏ tiền, chắc tiền tỷ ra nó làm á, mà nó không thu tiền của mình, nó ra chừng tụi này nó xạo. Đó là sự hoài nghi, đó là cái điều đầu tiên. Rất nhiều người khi mà, giống như thực ra là khi mà mình khởi nghiệp cái ý tưởng này á, nói chung là chắc chắn là mình không thể nào mà một team của mình đi đủ để đi một mình hết. Thì cái ý định của mình á, là chỉ làm thế nào để thu hút cái người giỏi để cùng đi với mình thôi, thật sự là như vậy. Thì đó, hiện tại thì mình chỉ làm việc đó thôi.
Thì trong thời gian hiện nay thì mình cũng gặp một số người như vậy. Và chắc chắn cái câu đầu tiên người ta sẽ hỏi mình là có lấy tiền, có thu phí không? Hầu như là ai cũng đặt câu hỏi đó cả. Thì cái khó khăn hiện tại của mình có thể nói là mình làm thế nào để mình nói người ta tin cái việc mình sẽ không thu phí này nữa. Vậy nữa. Mà việc này thực ra là đối với mình là mình không thể thu phí được. Đó. Có muốn thu cũng được đó. Thành ra thì thôi thì mình thà đi theo cái thông điệp là không thu luôn. Dạ em cảm ơn anh. Vậy thì còn chị Trang thì sao ạ? Chị có những trăn trở gì khi mà chị vẫn cảm thấy là ứng dụng của mình vẫn chưa được mọi người thực sự ủng hộ lắm? Mọi người vẫn còn những hoài nghi về ứng dụng. Thật ra lúc này thì cũng đã được ủng hộ rồi đó. Mọi người thấy vậy chứ thực ra mới có giới thiệu từ ngày 10 tháng 4 thôi. Cho đến nay thì có khoảng 19.000 lượt cài đặt. Đối với mình đó là một cái thành tựu rất là lớn. Đối với cả team là mọi người rất là vui rồi. Rất là vui vì cái sự ủng hộ của mọi người. Rất là nhiều ạ. Nhưng mà những khó khăn thì nó rất là nhiều. Càng làm thì tụi mình càng phát hiện ra những cái thiếu sót, những cái ban đầu mà mình không hề nghĩ tới. Nhưng mà làm rồi mới thấy. Mình thấy là bất kỳ cái khởi nghiệp nào nó cũng vậy thôi. Chắc chắn là nếu mà bạn kể cả bạn xây dựng một cái công ty thì bạn cũng sẽ có những cái khó khăn y chang như là VK hiện tại. Khó khăn về con người, khó khăn về tài chính, khó khăn về cách vận hành, khó khăn về làm thế nào để marketing một cách tốt nhất, một cách thuyết phục nhất. Mình trong cái mô hình VK thì nó có 3 đối tượng là cái người bán, thì làm thế nào để cho người bán họ sử dụng cái app của mình thay vì cách truyền thống cũng là một khó khăn rồi. Đến với người thu mua, làm thế nào cho các cô đó không có e dè với mình. Các cô thì vẫn cứ có cái không phải là người giỏi công nghệ là một rồi. Cái thứ hai là họ vẫn cứ e dè, họ sợ là không biết cái mô hình này nó tính lấy cái gì của mình đây. Mặc dù là vậy, mặc dù là mình đi nói rất là nhiều nhưng mà người ta vẫn có cái sợ, nỗi sợ đó. Và cái thứ ba là những cái đối tượng vừa nữa để tiếp cận được họ, những cái người rất là truyền thống cũng rất là khó khăn. Mình nói những cái khó khăn nhỏ nhỏ trước vậy thôi. Không biết là với cái ứng dụng này á thì những sinh viên như tụi em có thể sử dụng được hay không, hay là chỉ dành cho những chủ vựa hay là những người đi thu mua thôi? Tất cả mọi người. Cái này á thì nó sẽ có hai nó có sẽ gọi mình là nó có các nền tảng khác nhau cho các cái tiện khác nhau. Ví dụ như mình là một người có nhu cầu, chỉ có nhu cầu bán á, thì mình sẽ có cái nền tảng đó. Hình như mình nghĩ là 7 tuổi cho tới lớn cho tới già nó ai cũng có thể sử dụng. Còn một cái nền tảng tuổi. Dạ đúng rồi, một cái nền tảng nữa là dành cho các cô thu mua ve chai. Một cái nền tảng là dành cho các vựa để họ tự quản lý cái việc thu mua trong vựa của họ luôn. Dạ, và các bạn ơi, các bạn vừa được nghe anh Bảo và chị Trang chia sẻ thì ứng dụng VK của chúng ta tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Nên là nếu như mà các bạn có muốn ủng hộ các cô chú hay là muốn giúp cho sản phẩm này có thể đến gần gũi hơn với mọi người tiêu dùng thì các bạn hãy cùng tải ứng dụng này về và sử dụng nha các bạn. Và chỗ này cho mình xin góp ý cho các bạn sinh viên có nhu cầu, có ý định khởi nghiệp. Theo mình nghĩ cái điều khó khăn nhất khi các bạn muốn khởi nghiệp theo mình đánh giá đó là không phải là các vấn đề về ý tưởng cái gì tất cả nha, mà theo mình cái khó nhất á là về nhân sự. Nhân sự từ chính những người cốt lõi cho đến thậm chí sau này nếu mà các bạn giỏi rồi thì bài toán về phải gì nhân sự, gọi là cái người đi làm á cũng là vấn đề khó. Mình chỉ nói là khi các bạn khởi nghiệp thì theo mình thấy cái việc mà để tìm những người giỏi và cùng chí hướng với mình cực kỳ khó, rất khó. Đó. Là những người mà có thể nói là muốn làm, định hướng là phải làm như vậy với mình và giỏi rồi, chắc chắn một điều là phải có lòng tin. Và cái việc này nó sẽ kéo đi rất lâu và phải cần có sự gắn bó cái team nó rất là lâu. Và chắc chắn một điều là khi các bạn khởi nghiệp á thì đi một đoạn đường dài như vậy rất khó, chắc chắn sẽ gặp một cái gì đó nó sẽ thử thách chúng ta rất nhiều. Thì theo mình thấy cái điều khó nhất là lòng tin. Và chắc chắn không bao giờ khởi nghiệp ra mà bạn sẽ tìm được đủ một team đâu. Không bao giờ có. Vậy quay trở lại với câu chuyện hồi nãy mình chia sẻ là
các bạn sinh viên có nên chia sẻ cái ý tưởng của mình cho nhiều người không, hay là giữ ở trong lòng? Thật ra thì cái việc chia sẻ ý tưởng nó nằm ở cái việc là bạn muốn làm gì, cái ý tưởng của bạn như thế nào. Thì ở hiện tại bây giờ thì khởi nghiệp thì mình tạm có thể nói như là startup hay là một cái doanh nghiệp bình thường. Thì khi các bạn đưa ra một cái ý tưởng thì nó luôn luôn nó sẽ đến là một á, là mình tạm gọi là một cái đại dương đỏ hoặc là đại dương xanh. Theo mình nghĩ thì để kiếm một cái ý tưởng mà đại dương xanh thì chắc không có đâu, không có nhiều. Thì các bạn sẽ là một là cái mô hình truyền thống, sau này là startup, và gần đây thì có một cái khái niệm cũng mới gọi là đổi mới sáng tạo, tức là làm mình thay đổi trên những gì mà thị trường vốn đã có. Thì để các bạn có một cái ý tưởng, thực ra khi các bạn như mình nói là để có được những người giỏi thì bắt buộc các bạn phải chia sẻ, chứ không thể nào mà không chia sẻ. Tất nhiên là chia sẻ như thế nào, chia sẻ với ai, chia sẻ đến đâu, thì đó mới là quan trọng. Tất nhiên là các bạn khi bạn làm á, ý tưởng theo mình đánh giá là nó không có giá trị gì cả đâu. Còn việc bạn làm như thế nào nó mới có ý nghĩa. Đúng rồi. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Và các bạn ơi, chặng đường thử thách, chặng đường khởi nghiệp nào cũng sẽ đầy những chông gai và thử thách. Quan trọng là chúng ta luôn cố gắng, kiên trì và tin tưởng vào chính nỗ lực của chính mình. Và vừa rồi đã nghe được chia sẻ của ba vị khách mời, thì các bạn hãy đừng ngại khó khăn mà hãy tự tin dấn thân thực hiện ước mơ của mình. Một cách đơn giản nhất đó là các bạn có thể theo dõi và tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây thì Thảo Vy sẽ mời cô Diệu Linh thông tin thêm về các hoạt động khởi nghiệp mà trường chúng ta tổ chức cho các bạn được nắm rõ hơn. Dạ, xin mời cô. Nếu các bạn theo dõi livestream này thì các bạn sẽ thấy là cả ba vị khách mời của chúng ta ở đây đều nhấn mạnh đến vấn đề là chúng ta phải có chuyên môn, phải có kiến thức. Như vậy thì cái câu chuyện là có nhiều bạn là nói rằng là em không có học chuyên ngành về khởi nghiệp gì hết, thì em làm sao em có cái kiến thức này về khởi nghiệp. Thì ở đây cũng xin giới thiệu thêm với ba vị khách mời là trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường đa ngành, có khối kinh tế, có khối kỹ thuật, có khối xã hội. Do đó thì sẽ có một số ngành về quản trị thì các bạn có học chuyên ngành về khởi nghiệp, còn những cái ngành khác thì nó hơi ít hơn xí. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái khó khăn mà các bạn lại chưa nhìn ra được cái thuận lợi, đó là trong một cái team mà chúng ta khởi nghiệp á, thì phải đa dạng về chuyên môn, đa dạng về ngành nghề. Do vậy là việc là trường của chúng ta có khá là nhiều khoa, với cả tất cả các khối về kinh tế cũng có, về luật cũng có, kế toán cũng có, tài chính, rồi công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Đó, mình có rất là nhiều ngành như vậy. Thì đây chính là một cái cơ hội để cho các bạn tìm ra được một cái team, gọi là một cái team hoàn hảo cho mình, để cái khởi sự của chúng ta nó thuận lợi hơn. Cái điều tiếp theo nữa là nếu như các bạn có sự quan tâm về các hoạt động khởi nghiệp á, thì trường có rất là nhiều các hoạt động để các bạn có thể tham gia. Chẳng hạn như là một cách rất là cụ thể là hôm nay nè, các bạn ngồi phía trước màn hình và theo dõi livestream chia sẻ của các vị khách mời ở đây. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể tham gia những cái khóa đào tạo về khởi nghiệp của trường. Thì sắp tới đây là đầu tháng 6 là trường sẽ có hai khóa đào tạo về hoạt động khởi nghiệp cho các bạn, xây dựng mô hình kinh doanh theo cái công cụ là Business Model Canvas. Sẽ có cái khóa chuyên về Lean Startup là khởi nghiệp tinh gọn cho các bạn. Nhà trường sẽ cố gắng đưa ra những cái hoạt động để cung cấp cho các bạn về mặt kiến thức và về mặt công cụ, để cho các bạn có thể là thực hành trong cái khuôn khổ là môi nhà trường, nó một cách gọi là ít rủi ro nhất cho các bạn. Và nhiều bạn cũng quan tâm tới cái việc là nếu như mà em quan tâm và em mong muốn nhưng em chưa có kiến thức gì, em có thể tham dự cái cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp được hay không? Thì ở đây thì cũng xin chia sẻ với các bạn, đây là một sân chơi mà đón chào tất cả các bạn ở tất cả các ngành. Và nếu như các bạn có ý tưởng, các bạn tham gia vào, thì đây là cơ hội để cho các bạn có thể giống như là trình bày cái ý tưởng của mình bằng văn bản nè, trình bày cái ý tưởng của mình trước các vị ban giám khảo là những doanh nhân, là các thầy cô, để góp ý cho các bạn, để ý tưởng của các bạn có thể là hoàn hảo hơn, cọ sát nhiều hơn. Thì đây là một cái môi trường mà chúng ta có thể gọi là bắt tay vào hiện thực hóa bước đầu ý tưởng của mình mà
ít rủi ro nhất. Như vậy thì chúng ta ngại gì mà chúng ta không tham gia. Do đó thì tất cả các hoạt động của nhà trường hiện nay đều rất là chào đón các bạn tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp của mình. Như vậy thì các bạn hãy mạnh dạn lên, đừng ngần ngại, lâu lâu lại cứ inbox hỏi là cô ơi em được không, cô ơi em tham gia được không. Hãy mạnh dạn, hãy mạnh dạn tìm đến và cơ hội sẽ đến với các bạn. Dạ em xin cảm ơn cô. Và sau khi chúng ta nghe cô Diệu Linh chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng trường của chúng ta hiện tại đang có rất là nhiều hoạt động hỗ trợ cho sinh viên biến những ý tưởng khởi nghiệp của mình thành hiện thực. Và các bạn ơi, hiện tại thì chúng tôi đã nhận được những câu hỏi thắc mắc mà các bạn gửi về cho chương trình. Nên là bạn nào mà còn đang chần chừ thì đừng ngần ngại mà hãy nhanh tay gửi những câu hỏi về cho chúng tôi nha. Và trong thời gian mà các bạn đặt câu hỏi thì Vi sẽ được phép thông tin qua về cái cuộc thi cho bạn nắm rõ nha. Cuộc thi năm nay là cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp năm 2021 với 3 vòng thi. Vòng thi thứ nhất đó là đăng ký ý tưởng. Và với vòng thi thứ nhất thì hiện tại chúng tôi đã nhận được 23 dự án của các bạn nộp về cho chương trình. Và vòng thi thứ hai với tên là đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 6 năm 2021. Và vòng 3 đó chính là nộp dự án hoàn chỉnh. Thì Thảo Vy nghĩ rằng cuộc thi dự ý tưởng khởi nghiệp All You Startup 2021 sẽ là một cơ hội để các bạn có thể được đào tạo từ các thầy cô và nhận được cho mình những cái góp ý từ các anh chị doanh nhân, cũng như là có thêm thật là nhiều những cái trải nghiệm đẹp cho quãng đời sinh viên của mình. Và tiếp theo chương trình thì Thảo Vy sẽ xin được phép truyền tải câu hỏi của các bạn sinh viên gửi về cho chương trình. Thảo Vy đã nhận được câu hỏi của bạn Yến Nhi. Bạn có hỏi là: em xin kính chào quý vị khách mời. Em hiện tại đang là sinh viên năm cuối, em đã nuôi cho mình những ý tưởng khởi nghiệp cũng đã gần một năm nay rồi. Không biết các vị khách mời có thể tư vấn cho em là em nên bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình từ đâu được không ạ? Với câu hỏi này thì em xin được phép mời chị Trang được không ạ? Mình nghĩ là cái thế hệ của mình với cái thế hệ của các bạn nó rất là khác nhau. Ngày xưa mình đi học mình không hề có những cái khóa học hay là những cái kiến thức này luôn á. Thành ra với cái kinh nghiệm của mình ngày xưa là phải đi làm để học rồi mới khởi nghiệp. Còn bây giờ các bạn có biết bao nhiêu là thứ trong tay và các bạn có rất là nhiều cơ hội nữa. Thì nếu mà bạn tự tin với cái khả năng của mình, bạn nghĩ là bạn đã chuẩn bị đủ, thì các bạn cứ mạnh dạn làm thôi. Chính những thất bại hoặc là nếu có thành công thì tốt, mà thất bại thì cũng tốt luôn. Đó chính là những cái viên gạch mà sẽ xây cái con đường tương lai của bạn về sau. Theo mình nghĩ là như vậy. Dạ, em xin cảm ơn chị. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Văn Tâm Như. Bạn có đặt câu hỏi cho chương trình đó là: dạ, em muốn hỏi anh Thế Bảo là thế mạnh của anh là hiểu biết về thị trường giấy, trong khi sản phẩm của anh là ứng dụng VK. Vậy thì những khó khăn khi tạo thành ứng dụng của anh là gì khi mà không có nền tảng ở lĩnh vực công nghệ? Và liệu hiểu biết nhu cầu thị trường nhưng mà thiếu kiến thức về công nghệ thông tin có trở thành điểm yếu của khởi nghiệp hay không? Vì ý tưởng của em cũng hướng đến là một ứng dụng. Yeah. Chắc chắn là có. Thật ra cũng chia sẻ luôn nha. Theo cái đánh giá của team mình thuộc dạng là low tech. Nhưng là như thế này. Công cụ hay bất kỳ đó đều là một cái giải pháp. Vấn đề là mình định hướng, mình muốn kiên trì, mình đi. Đó là mình hiểu, mình hay mô tả chính xác cái việc mình cần. Và mình, cái đó là cái kinh nghiệm mình làm á, và phải mô tả chính xác cái việc mình cần làm là gì, và mình sẽ làm gì. Và khi mình có rồi, mình quay lại mình đánh giá cái việc này đúng hay sai. Nếu nó đúng, đi tiếp một bước nữa. Nếu nó sai, phải sửa liền. Thì về cơ bản thì chắc chắn là khi mình thì chỉ có hiểu biết về ngành, và khi bắt tay vào cái gì đó gọi là công nghệ, thậm chí team mình là không ai có giỏi công nghệ cả. Thì mình cũng, khi mình đưa ra một ý tưởng để mình là mình test thị trường, không nên đầu tư quá lớn. Mà cho nó, người ta hay dùng một cái từ là MVP để test thị trường. Mà cũng như mình nói, cái ý tưởng của mình đủ lớn hay đủ nhỏ, hay là nó chỉ là nhỏ. Nếu mình muốn làm một cái gì đó, mình đã dùng công nghệ thì phải hướng tới một cái gì đó đủ lớn, một cái thị trường đủ lớn. Thì cũng như mình chia sẻ ban đầu á, thì mình chỉ đưa cái mục đích của mình á là để test thị trường thôi. Thì chắc chắn nó sẽ có những cái điều chưa tốt.
Và khi mình đánh giá là cái ý tưởng của mình nó tốt hay không tốt thì chúng ta phải nghiêm túc bằng làm việc đó. Khi chúng ta nghiêm túc thì chắc chắn nó sẽ phát sinh một cái rất nhiều vấn đề, chi phí, nhân lực, thời gian, tất cả đặt rất nhiều. Dạ, em xin cảm ơn anh. Và câu hỏi tiếp theo đó là đến từ bạn Hồng Trần. Bạn có đặt câu hỏi cho chương trình đó là: dạ, cho em hỏi là hiện tại mình có ý tưởng và sản phẩm chưa có trên thị trường, nhưng tới khi mình thực hiện thì sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường, thì mình có nên tiếp tục thực hiện ý tưởng trước đó hay không ạ? Dạ, với câu hỏi này thì em xin mời chị Quyên ạ. Chị nghĩ là sản phẩm có thể đó là tại thời điểm đã thực hiện thì đã có trên thị trường. Mà thật ra là sau khi em thực hiện, nếu em là người đầu tiên thì cũng sẽ có người thứ hai làm. Cái thị trường nó sẽ trở nên bão hòa nếu nó là hay. Dẫn tới đó là cái mindset đó là lúc nào cũng có đối thủ cạnh tranh hết. Cho nên ngay cả khi có đối thủ cạnh tranh thì mình phải làm sao để khác biệt, và mình làm sao để mạnh và vững được trong vòng thời gian đủ dài thì mới là cái quan trọng. Thì nếu như mà em thật sự thích cái thích và em thật sự thấy cái sản phẩm này nó tiềm năng và có cái thị trường đủ rộng nha, tức là em phải test cái thị trường á. Test có nghĩa ở đây đó là giống như hồi nãy, đừng có ngại chia sẻ. Tại vì em chia sẻ với 10 người mà hết 7 người không cần thì cái thị trường nó cũng chưa chắc là nó cần. Cho nên em càng hỏi nhiều người, mở rộng ra thành hỏi 100 người, hỏi 1.000 người nếu có thể, thì hỏi họ có cần sản phẩm này hay không. Thì lúc đó thì họ sẽ cho em biết. Nếu tới 90% hoặc 70-80% mà nói không cần thì em cần phải chỉnh lại coi cái sản phẩm đó, mô hình kinh doanh đó là gì, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là cái ý tưởng nó chỉ chiếm, theo chị nghĩ và chị nghĩ các anh chị cũng đồng ý, đó là nó chỉ có khoảng 5% thôi ạ. Cái 95% còn lại đó là cái cách làm nó như thế nào. Cách làm mới là khó. Và giống như có rất nhiều bên mà cho làm cái ứng dụng gọi xe, nhưng mà tại sao chỉ có Grab với Uber nó nổi lên trên? Tại vì một đó là họ vốn thì không nói tới, nhưng mà thật sự nếu có vốn không mà họ không có cái kiến thức và cái chương trình marketing và cái cách để làm và cái cuộc chơi họ định ra thì họ không trường tồn tới mức đó đâu. Thì chị nghĩ đó là sản phẩm á, có sản ý tưởng là một chuyện, nhưng mà phải chia sẻ càng nhiều càng tốt. Để cho chia sẻ có nghĩa là khi mà em đủ á, là sản phẩm này em cung cấp và với cách thức như thế nào, em định package ra sao thì em chia sẻ, xong rồi xem góp ý, có thể mang lên các chương trình như là của em, như đại học mở sản xuất, hay là tốt hơn sau này em có sản phẩm rồi á, thì em đem lên như chương trình ở ngoài là có Startup Wheel, hay là như là thậm chí Shark Tank. Và sau khi em đã hoàn thiện phải qua 3-4 năm nha, thì lúc đó em vẫn còn nghe người ta bình phẩm giống như chị. Thì muốn làm gì thì làm nhanh, và thất bại thì thất bại cho nhanh. Còn thành công thì thành công cũng nhanh. Chị thích cái gì nhanh? Dạ, cảm ơn chị. Và bạn Thanh Hà có đặt một câu hỏi cho chương trình, đó là: khi bắt tay vào khởi nghiệp, làm sao để em có thể tìm kiếm cho mình một người đồng hành đáng tin tưởng để không cảm thấy đơn độc và có thể tiến xa hơn trên con đường khởi nghiệp ạ? Dạ, với câu hỏi này thì em xin được phép mời anh Bảo và chị Trang sẽ cùng chia sẻ cho bạn ạ. Anh Bảo vừa nghe câu hỏi xong mà lắc đầu rồi. Mình nói trước ha. Dạ. Để mà tìm một cái người đồng hành thì nó cũng gọi là tùy duyên đó. Nhưng mà bạn phải xây dựng cái quan hệ xã hội của bạn trước. Bạn phải là bạn phải xây dựng cái branding của chính mình trước nữa. Bạn phải là ai rồi, và người ta sẽ biết được người ta cần cái điểm gì ở bạn. Cái câu chuyện khởi nghiệp nó đối với mình nó không có gì to tát đó. Nó chỉ là biến cái ý tưởng làm thế nào thành hiện thực. Có thể là rất là nhiều những cái kiến thức về startup nó làm cho mọi người bị overwhelm, bị quá là choáng ngợp. Nhưng mà cứ đơn giản thôi, cứ cái gì mà mình tin chắc là nó đúng, mình tin là nó có ích cho xã hội và nó sẽ có lợi nhuận, hoặc là nó sẽ có cái nguồn doanh thu mà bạn cảm thấy là hấp dẫn đối với bản thân bạn, thì bạn hãy tìm những cái con người mà trong cái network của bạn trước. Rồi từ từ những cái network đó nếu mà vẫn chưa tìm ra thì có thể mở rộng ra thêm một chút nữa. Và từ từ khi mà mình cần thì mình sẽ tìm ra thôi. Dạ, cảm ơn chị. Còn không biết thì ý kiến của anh Bảo thì sao ạ? Mình sẽ đứng chia sẻ ở góc độ là ý tưởng của bạn lớn hay nhỏ trước. Nếu ý tưởng của bạn nó mình gọi là mình nhỏ chứ không phải là mình không nói gì hết,
nếu ý tưởng của bạn là nhỏ thì thực ra việc mà bạn kiếm nhân sự để giải quyết vấn đề thì mình nghĩ nó cũng sẽ không quá phức tạp lắm. Vấn đề là đầu tiên là bạn phải có tiền. Đúng không? Còn khi mà bạn làm một ý tưởng lớn thì chắc chắn tiền không phải là cái yếu tố quyết định. Thì lúc đó thì bạn từ cái điểm đầu của bạn đi đến một cái điểm đích ở một cái giai đoạn đó thì bạn phải định hướng được là bạn phải đi con đường nào. Và trên mỗi một con đường của bạn, tức là nó sẽ có rất là nhiều đường để mình đi, thì bạn sẽ đi làm sao con đường mà bạn biết được rằng là trong tay bạn có thể vượt qua, bạn tìm cái người đó trước. Thực ra bạn không thể nào mà nói là tôi phải xây dựng một team mà đủ cả một như một cái quân đội, chắc chắn không ai có. Thì bạn đi, bạn biết bạn cần điều gì, bạn có cái gì, thì bạn chọn con đường mà bạn có thể vượt qua. Khi bạn vượt qua một con đường rồi, tự động sẽ có người tìm đến bạn. Còn nếu như bạn nghĩ rằng bạn không biết con đường nào để bạn đi, bạn không biết bạn đang có cái gì, bạn đi bậy là chết. Từ cái phần chia sẻ của anh Bảo thì Linh cũng có cái suy nghĩ là dù cho bạn có tìm được người đồng hành, có thể là trong từng thời điểm thì sẽ có cái người đồng hành phù hợp. Tuy nhiên cái người mà phải đi xuyên suốt cái hành trình đó phải chính là bạn. Nó phải là một team chứ không phải là một là chính là bạn. Dạ. Thành ra khi mà đi như vậy thì sẽ có người lên và sẽ có người rời khỏi chuyến tàu đó. Nhưng bạn phải là cái người lái cái tàu đó, bởi vì bạn là cái người mà chủ ý tưởng đó, để chứng minh là bạn đủ đam mê và bạn là cái người phù hợp để triển khai cái ý tưởng đó cho mình. Đúng rồi. Hoàn toàn đúng luôn hả? Vì bản thân mình là cái làm kinh doanh đó là cô đơn nhất mà. Tại vì kia cứ tưởng tượng đi, gặp 100 khách hàng khi có sản phẩm rồi khách hàng sẽ từ chối, mình buồn. Xong có chuyện gì cái thiệt hại cuối cùng là mình chịu. Nhưng mà mình vẫn phải cười. Và mình vẫn phải lạc quan và phải động viên. Mình là cái nguồn năng lượng cho tất cả mọi người khác á. Tại vì mình xuống là coi như hết. Thì dẫn tới là khi mà làm á, tự nhiên mình có cái sự lạc quan. Mình cứ mất tiền mà vẫn vui á. Đó là cái mindset mà các bạn khởi nghiệp nên có. Làm sao khi nào các bạn mất tiền mà các bạn vẫn tiếc chút học bài học xong rồi đi tiếp. Và mất tiền nhưng mà vẫn vui. Và tại vì mình mới có kinh nghiệm và mình vẫn phải tiếp tục vui cho những người khác vui á. Thì lúc đó bạn làm khởi nghiệp làm chủ được. Dạ. Không, mất tiền hồi nó quen. Đúng rồi. Dạ. Và câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo là của bạn Khánh Duy. Thì bạn có hỏi là cho em hỏi là liệu tụi em khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì tụi em có thể nhận được những cái lợi ích hay sự giúp đỡ nào? Dạ, mong cô Linh sẽ giải đáp cho em. Dạ, xin mời cô Linh ạ. Các bạn khởi nghiệp trên ghế nhà trường, các bạn được lợi ích gì? Thì chắc khi các bạn nghe xuyên suốt câu chuyện của ba vị diễn giả ở đây thì chắc hẳn là bạn cũng đã tìm ra được câu trả lời cho mình rồi đó. Cái lợi ích đầu tiên hết là các bạn có thể gọi là nhận được thất bại, xem đó như là thành công. Cái thứ hai nữa là khi các bạn khởi nghiệp ở trong ghế nhà trường á, thì theo quan điểm cá nhân của Linh á, thì là các bạn đang ít rủi ro nhất. Cái mà các bạn gọi là trả giá đó, nó cũng sẽ ít nhất có thể, chứ không phải là không có. Khi các bạn ra đời, các bạn có nhiều gánh nặng mưu sinh, các bạn có thêm gia đình, các bạn có thêm sự kỳ vọng của ba mẹ, các bạn có thêm cái áp lực xã hội vân vân các kiểu, thì các bạn sẽ trả giá nhiều hơn. Bên cạnh đó thì khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường á, thì các bạn được sự hỗ trợ từ thầy cô, từ bạn bè, từ các anh chị cụ sinh viên, các anh chị doanh nhân đi trước. Và cô cũng rất là tâm đắc về một cái về chia sẻ của bạn Trần Thị Hảo. Nếu các bạn có theo dõi trên cái thông tin về hoạt động khởi nghiệp của trường mình, bạn Trần Thị Hảo là đạt được giải khuyến khích cấp bộ với cuộc thi là sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp, với cái dự án là sản xuất các sản phẩm từ cây bơ Việt Nam. Thì bạn đó có chia sẻ là khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nếu như các bạn hãy nghĩ lớn nhưng mà hãy làm nhỏ và làm thật cụ thể và hãy mạnh dạn mà làm, bởi vì khi đó là các bạn vừa có sự hỗ trợ mà vừa cái trả giá của các bạn là ít nhất. Bên cạnh đó bạn còn chia sẻ là nếu như các bạn là sinh viên, khi các bạn giới thiệu sản phẩm của mình thì các bạn sẽ nhận được sự đồng cảm và nhận được sự thông cảm nữa.
Đó, và hiện nay là cái dự án cái sản phẩm từ cây bơ Việt Nam của bạn Hảo đó cũng đang được thị trường đón nhận khá là tốt. Dạ. Dạ em xin cảm ơn cô. Và bạn Trương Quốc Linh có đặt một câu hỏi cho anh Bảo như sau. Qua chia sẻ của anh Bảo về các yếu tố quyết định của một ý tưởng thành công trên thị trường, thì giữa thị trường, năng lực và đam mê, thì xin anh chia sẻ thêm giúp em là yếu tố nào là quan trọng nhất? Xin cảm ơn anh. Dạ, thị trường, năng lực và đam mê, yếu tố nào là quan trọng nhất ạ? Bạn làm bạn giỏi, bạn đam mê, thị trường nó không lựa chọn bạn, bạn sản xuất ra, mình dành tài. Dạ. Bạn không giỏi, bạn đam mê, thị trường nó cần bạn ra, bạn biết bắt đầu làm từ đâu. Ừ. Bạn giỏi, cái việc đó thị trường nó làm, nhưng cái gì cũng cần có thời gian đủ chín. Dạ. Thì chắc chắn bạn sẽ rất khó đi đến được điểm thành công. Thì theo mình cái gì cũng cần cả, không có gì là không cần. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, và một câu hỏi này em nghĩ là một câu hỏi khá là thú vị. Bạn Hữu Phước có gửi câu hỏi này về cho các vị khách mời ngày hôm nay, đó là em rất băn khoăn khi tìm kiếm một ý tưởng khởi nghiệp cho riêng mình. Quý vị khách mời có thể chia sẻ cho em cách tìm ra cảm hứng để có thể lên một ý tưởng khởi nghiệp không ạ? Dạ, với câu hỏi này thì em xin phép mời chị Quyên trước ạ. Chị nghĩ để mà tìm ra được cái ý tưởng á, thì mình có thể bắt đầu từ, là chị bắt đầu từ ở trên với gia đình. Gia đình của chị thì chị mạnh cái gì, em coi lại ở trong đó bạn đa gia đình bạn đang làm gì. Và bạn có thích cái đó hay không, và cũng giống như anh Bảo nói, đó là thị trường có cần hay không. Nhưng mà thật ra nếu gia đình đang làm thì có khả năng thị trường đã có, và bạn có thích hay không thì có thể sáng tạo dựa trên cái nền cũ. Còn cái thứ hai nữa đó là chị cảm thấy khi mà tham dự những cái câu lạc bộ về khởi nghiệp á, là mình có rất nhiều ý tưởng. Tại vì khi nghe người khác chia sẻ 100 ý tưởng, tự nhiên nó nảy ra ý tưởng của mình. Thực là vậy. Và bất kỳ cái nào cũng có thể là cái ý tưởng khởi nghiệp hết. Và chị càng tham dự mà chị càng nghe, ví dụ câu lạc bộ khởi nghiệp của trường, câu lạc bộ của các cái hội startup nhiều lắm. Và đi tham dự những cái chương trình thì phụ chỉ ngồi nghe không thôi là đã nhận được rất nhiều ý tưởng. Và ở trên, mà thế giới này cũng phẳng, chị thấy ở tại Việt Nam cũng có, như ở trên fanpage đi nha, có cái fanpage là của trường nè, rồi fanpage của quản trị khởi nghiệp nè, rồi fanpage của các cái phát triển doanh nghiệp Việt nè, rất nhiều fanpage hiện tại bây giờ các startup đang ở trong đó. Hoặc là như Sắc Tăng vừa rồi chị tham dự thì có cộng đồng Sắc Tăng nè, ở trong đó chỉ có đọc ở trong đó mấy chục ngàn người đang ở trong đó, và mình chỉ cần đọc cái ý tưởng và những cái kinh nghiệm mà họ đang chia sẻ thôi là ý tưởng của mình cũng rất nhiều. Và nếu bạn đã biết tiếng Anh rồi thì ở nước ngoài cũng có y chang những cái startup này. Và vô cứ join vô fanpage thôi, và cứ ngồi ở nhà đọc hết là chị thấy đã có ý tưởng đủ. Dạ, cảm ơn chị. Và không biết chị Trang nghĩ thế nào về câu hỏi này ạ? Theo mình thì để có ý tưởng thì trước tiên là mình phải bắt đầu nhìn sâu vào chính bản thân mình, xem cái điểm mạnh của mình ở đâu. Rồi sau nữa là cái thế mạnh của gia đình như chị Quyên. Ngoài ra nữa thì mình cũng nhìn ra xã hội, xem là xã hội hiện giờ đang thiếu cái gì, cái gì mà bằng cái khả năng của mình có thể bổ khuyết cho cái nhu cầu đó. Đúng là bây giờ các bạn có internet rất là nhiều, các bạn, mình chỉ sợ là các bạn nhiều ý tưởng quá, các bạn không biết chọn ý tưởng nào thì đúng hơn là các bạn không có không tìm ý ra tưởng. Ý tưởng đúng. Nhưng mà đó, mình theo mình cái quan điểm của mình là không phải cái ý tưởng gì to tát đâu, chỉ cần cái đơn giản mà bạn có thể làm tốt hơn người ta, đó đã là một ý tưởng hay rồi. Không cần phải thay đổi thế giới hay là cứu thế giới. Và cái ý tưởng em xin góp ý xíu thôi, đó là ý tưởng á, thì ở quốc gia khác có thể có rồi, mà thật sự như là ở Mỹ hay ở Nhật, hay ở Mỹ và ở Nhật á, là thời đôi khi bây giờ là đang là Covid, nhưng mà nhiều cái hiện tại bây giờ, cái ý tưởng hiện tại bây giờ là ví dụ như gọi xe, hay là phần mềm gọi giao thức ăn, hay là nhiều cái hiện tại bây giờ đang xuất hiện á, là chị đã từng thấy ở đó 10 năm trước khi còn ở Mỹ, 15-20 năm trước. Thì thật ra hiện tại bây giờ có rất nhiều ý tưởng, nó chỉ đơn giản là đem từ một quốc gia này, nó đem về quốc gia đó. Và mình có thể tham khảo, mình ngồi ở nhà, mình có thể xem hiện tại bây giờ những cái gì đang làm tốt ở các quốc gia khác, và xem coi có cái nào có thể áp dụng trong cái khả năng của mình ở tại Việt Nam không. Dạ, cảm ơn chị.
Và cô Linh ơi, chắc là hẳn là cô đã tiếp xúc và làm việc với rất nhiều các bạn sinh viên, thì các bạn sinh viên có hay hỏi cô những câu hỏi tìm cảm hứng một ý tưởng để lên ý tưởng khởi nghiệp như thế này hay không ạ? Thực ra là có rất là nhiều bạn lên giờ giải lao á, các bạn hay lên và hỏi cô là giờ em muốn làm, giờ em làm cái gì cô? Bây giờ em muốn khởi nghiệp dữ lắm nhưng mà giờ em không biết là em sẽ tìm ý tưởng như thế nào. Thì cái câu mà cô hay trả lời vui với các bạn là let's go, ra ngoài đi. Hãy ra ngoài và sau đó quan sát. Quan sát đầu tiên là quan sát mình trước. Bạn có cảm thấy khó khăn, khó chịu trong cái vấn đề bạn sử dụng cái sản phẩm nào hay không? Trong vấn đề là bạn trải nghiệm cái dịch vụ nào hay không? Nếu mà bạn cảm thấy, ví dụ như là bạn gửi xe vào trường vào cái giờ mà vào học á, các bạn sinh viên hay có là không có đi sớm, không đi muộn, đi đúng giờ, dẫn đến là kẹt xe. Như vậy các bạn kẹt xe và các bạn tập trung vào cái bus gửi xe đó rất là đông và các bạn phải đứng chờ. Như vậy thì cái đó là cái khó khăn của các bạn. Vấn đề từ đâu? Rồi các bạn cảm thấy là những người xung quanh của mình họ có gặp trong quá trình họ sử dụng sản phẩm dịch vụ gì đó, họ có gặp khó khăn gì không, họ có phàn nàn gì hay không? Thì đó chính là những cái khơi mào đầu tiên để chúng ta lưu tâm và chúng ta để ý xem là chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề đó cho khách, cho họ hay không. Nên đôi khi là cô có chia sẻ với các bạn sinh viên là đừng nghĩ chuyện gì nó to tát hay là nó cải thiện thế giới gì quá. Bạn hãy suy nghĩ là bạn giải quyết những cái vấn đề của chính bản thân các bạn, của chính những người xung quanh trong gia đình của các bạn, để mà cái việc gọi là sinh hoạt nè, cái việc tiêu dùng sản phẩm như việc trải nghiệm dịch vụ nó trở nên nó suôn sẻ hơn, nó thoải mái hơn và các bạn cảm thấy hài lòng hơn. Thì cái việc mà suy nghĩ để giải quyết những cái vấn đề đó, đó cũng là một cái để các bạn có thể khơi mào nên ý tưởng của mình rồi. Sinh viên chúng ta cũng chưa cần phải nghĩ cái gì nó cao, nó xa quá đó. Và các bạn cũng hay đặt vấn đề, nhưng mà những chuyện đó nhỏ quá cô. Chắc là nhiều người làm lắm rồi cô ơi. Làm rất lớn để rồi làm rất nhỏ. Đó, thì câu chuyện là thực sự là không làm nhỏ được. Nếu như các bạn không bắt đầu từ những việc nhỏ thì các bạn làm sao các bạn làm những việc lớn? Nếu như chúng ta không bắt đầu từ những bước đầu tiên thì làm sao chúng ta chạy nhanh và chạy xa cho được? Do vậy thì hãy nghĩ lớn và bắt đầu làm từ những bước chân nhỏ nhất. Dạ, xin cảm ơn cô. Và các bạn thân mến, Thảo Vy xin thay mặt cho chương trình cảm ơn các bạn vì đã gửi những câu hỏi về cho chúng tôi. Và những câu hỏi mà vẫn chưa được giải đáp thì chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn vào những số tiếp theo của chương trình. Các bạn nhớ đón xem nha. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, không biết là các anh chị khách mời sẽ có đôi lời nhắn nhủ hay là lời chúc gì đến các bạn sinh viên để các bạn có thể tự tin hơn khi bước trên con đường khởi nghiệp của mình ạ. Dạ, em mời anh Bảo ạ. Tự tin hơn. Tự tin vừa vừa thôi. Dạ. Ở góc độ sinh viên này. Dạ, góc độ sinh viên ạ. Thực ra là các bạn học đi, học trước đi. Ra trường, đi làm, tích lũy kinh nghiệm, có network và dành một khoảng thời gian tìm hiểu, nhìn về xã hội, nhìn đừng có chú tâm vào việc là mình kiếm được nhiều tiền trong khoảng 2 năm đầu quá. Hãy coi mình học được cái gì. Khi mà một người nào đó càng giao việc cho mình nhiều, cảm ơn họ. Bởi vì mình đang được dạy, đang được học nghề mà còn được trả lương nữa. Thế nên như vậy, khi mà bước ra bắt đầu những cái công việc ở thời gian đầu á, khi mà gặp môi trường càng khó, càng khắc nghiệt, mình nghĩ là các bạn sẽ càng thành công hơn. Dạ, em xin cảm ơn anh. Và không biết là ý kiến của chị Trang thì như thế nào ạ? Mình thì mình nghĩ là đối với các bạn sinh viên thì đừng có sợ thất bại. Thất bại càng nhiều càng tốt. Mình nói thiệt là như vậy, thất bại càng nhanh, làm càng nhiều và học hỏi từ những cái thất bại nhỏ nhỏ đó và gồm những cái kiến thức đó để mà trong tương lai tự xây dựng một cái khởi nghiệp riêng của mình.
chỉ có vậy thôi. Dạ xin cảm ơn chị. Dạ còn chị Xuân Quyên thì sao ạ? Chị có muốn gửi lời chúc nào đến các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Chị nghĩ đó là chúc các bạn sẽ có cái sự kiên nhẫn và cái quyết tâm, tại vì cái này nó quá khó. Và thì chị nghĩ các bạn chỉ cần đừng bỏ cuộc thôi là nó sẽ ổn. Nhưng mà có một vài chia sẻ chị có thể góp thêm ý vào trong của anh Bảo với chị Trang. Đó là thứ nhất, khi còn ngồi trên ghế nhà trường á, các bạn hãy tận dụng hết các câu lạc bộ hay các cái chương trình mà nhà trường có, đọc sách thật là nhiều vô. Thì thật ra tất cả các startup á, các chủ doanh nghiệp đều có cuốn sách gối đầu hết. Thì hãy xem cuốn sách gối đầu đó của họ là gì và họ luôn luôn đọc á. Ở bên Mỹ á, trên thế giới là trung bình là 52 cuốn sách một năm. Ở tại Việt Nam chỉ có một cuốn một năm thôi. Thì mình thấy cái sự khác biệt quá lớn về việc đọc sách. Cho nên cái kiến thức đó, ngay cả mà ông Bill Gates hay là ông Elon Musk mà đọc sách mỗi ngày thì không lý do gì mình không đọc. Thì ví dụ như từ tốt tới vĩ đại hay là vân vân là toàn là những cuốn sách gối đầu. Rồi cái thứ hai nữa đó là bạn có thể bắt đầu xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình. Tại vì chị thấy đa số ngay tại bây giờ mình cũng là qua thương hiệu cá nhân mà họ sẽ tin tưởng cái fanpage của công ty hay là sản phẩm chứ không phải ngược lại. Cái thứ ba nữa đó là chị nghĩ các bạn hiện tại bây giờ các bạn cũng đang học cách xoay sở, thì hãy vui với cái việc học cách xoay sở. Tại vì bây giờ các bạn là sinh viên, các bạn có thể xoay sở với vốn ít ỏi để được làm được cái này, để đi đóng học phí, để giúp đỡ cho em, cho gia đình hay vân vân. Thì với doanh nghiệp cũng y vậy, không bao giờ cái vốn nó giới hạn hết, vốn toàn là giới hạn kinh khủng thôi. Và mình vẫn phải học cách xoay sở. Cùng một số tiền, ví dụ 2 triệu, bây giờ mình bỏ vô marketing hay là mình bỏ vô trong kế toán hay là mình bỏ vô trong sản phẩm để ra sản phẩm tốt hơn. Cái nào cũng phải học cách xoay sở, cho nên mình càng giỏi xoay sở thì mình càng tốt. Cái thứ tư nữa đó là bạn có thể giống như nãy là mình đừng bỏ cuộc và mình đừng nghĩ cái mindset đó là mình sẽ khởi nghiệp để mình có thể nằm trên bãi biển. Nhưng mà mình hãy nghĩ rằng đó là mình khởi nghiệp là một cái nghề và nghề đó là nghề mà bạn sẽ theo 10 năm, 20 năm, 30 năm và có chuyện gì xảy ra bạn cũng sẽ không bỏ và bạn sẽ làm việc cho tới ra đó đất chị. Nhiều, bạn không phải chỉ nếu mà thích một cái bạn sẽ khởi nghiệp tiếp cái thứ hai, cái thứ ba. Cho nên nó là một cái chuyện lâu dài rồi. Và chị chưa thấy con đường tắt nào hết. Chỉ có là qua việc gây dựng kiến thức, có kiến thức thật nhiều, cứ làm thử, test thử, rồi thất bại, rồi lại tiếp tục làm thử, test thử cho tới khi nào bạn làm tốt cái đó hơn người khác. Cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn chị. Và cô Diệu Linh ơi, với vai trò là ban tổ chức của cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và cũng là giảng viên đồng hành cùng các bạn thì cô có đôi lời nào muốn nhắn nhủ tới các bạn tham gia dự thi không ạ? Ở đây thì không những là cô nhắn nhủ với các bạn tham gia cái cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của trường mà cô nhắn nhủ với tất cả các bạn sinh viên là chúng ta nên tận dụng thật là hiệu quả 4 năm học tại trường của mình, đừng lãng phí. Và khi mà các bạn tận dụng hiệu quả đó bằng cách các bạn tham gia các hoạt động mà nhà trường tổ chức cho các bạn, từ hoạt động ngoại khóa, từ các kỹ năng mềm, từ những cái hoạt động khởi nghiệp vân vân, và các bạn tham gia với một tâm thế là chủ động. Cô nhấn mạnh ở đây là các bạn nên tham gia với một tâm thế là chủ động. Chúng ta đến với cái hoạt động đó để các bạn gom nhặt được gì, các bạn học được gì, học được kỹ năng gì, các bạn học được kiến thức gì, các bạn thu nhặt được gì. Nếu được thì sau mỗi một cái hoạt động mà các bạn tham gia, các bạn có một cái gọi là bài thu hoạch hay review gì đó cho chính bản thân các bạn, không cần phải gửi cho ai, là các bạn được học gì. Nên tận dụng thật hiệu quả, thay vì chúng ta đến với một cái tâm thế là đi cho vui, bạn rủ nên đến và thậm chí là đến để được cộng điểm rèn luyện đó. Thì nếu như các bạn đến với những tâm thế đó thì thực sự là rất là lãng phí cái các hoạt động mà nhà trường tổ chức cho các bạn cũng như là 4 năm đại học của mình. Hãy tham gia với một tâm thế thật sự chủ động, thì khi đó các bạn sẽ chuẩn bị hành trang của mình một cách vững vàng nhất để chúng ta có thể khởi nghiệp khi mà gọi là cơ hội chín mùi ha. Cơ hội chín mùi về con người, về thị trường, về khách hàng, về ý tưởng, về các yếu tố. Cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn cô. Và một lần nữa, Thảo Vy xin cảm ơn các anh chị và cô đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và Thảo Vy mong rằng sau khi mà các bạn đã được nghe những chia sẻ thực tế từ các vị khách mời, cũng như là những lời dặn dò từ cô Linh, thì các bạn đã có thêm cho mình rất là nhiều động lực để ấp ủ ý tưởng và mạnh mẽ theo đuổi cái đam mê của mình. Và thời lượng của chương trình ngày hôm nay với chủ đề chương trình khởi nghiệp, câu chuyện khởi nghiệp đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào.